sau 2 ngày trao quà từ thiện hỗ trợ cho bà con khó khăn bị thiệt hại do mưa lũ tại hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Sáng ngày 6 tháng 11, đoàn từ thiện Thiền Phái Trúc Lâm tiếp tục trao quà cho bà con tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Huyện Lệ Thủy là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua với 32.000 nhà chìm trong biển nước, có hai người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Tại huyện Lệ Thủy, đoàn đã trao tặng 250 phần quà cho bà con thôn Quần Áo, thôn Huy Hậu, xã Liên Thủy và 500 phần quà là dụng cụ học tập cho các em học sinh tại trường tiểu học số 1 Liên Thủy, xã Liên Thủy. Buổi chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục đến thăm và trao 250 phần quà cho bà con xã An Thủy. Đây là những thôn có nhiều hộ gia đình thuộc diện khó khăn và cũng là những thôn chịu nhiều ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua thời tiết miền trung những ngày qua không mấy thuận lợi nhưng thấu hiểu được những mất mát khổ đau mà bà con đang phải gánh chịu các thành viên trong đoàn ai ai cũng tích cực trong công tác cứu trợ và trao đến bà con những phần quà nghĩa tình giúp bà con sớm vượt qua khó khăn hiện tại và cố gắng vươn lên bắt đầu cuộc sống mới được biết, trong chuyến từ thiện lần này, đoàn từ thiện thuộc Thuyền Phái Trúc Lâm đã trao quà cho 1.500 hộ gia đình, 1.000 phần quà hỗ trợ kinh phí cho các trường mầm non và các em học sinh.